X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Lan Phương xin chào các khán giả thân thiết của X-Channel. Rất vui rằng lại được gặp lại các bạn trong số ra mới nhất của bản tin đồng hồ. Rất mong rằng các anh em có thể dành một chút thời gian để like cũng như là subscribe kênh để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Đồng hồ dành cho người khiếm thị được nhiều người yêu thích. Rolex ra mắt Oyster Perpetual Sea Dweller. Đồng hồ Chopa tung cánh ở thị trường Việt Nam. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng trên thế giới có những loại đồng hồ dành riêng cho người khiếm thị và có một sản phẩm đồng hồ vô cùng sáng tạo và nhân văn đã đáp ứng được điều đó. Và tên của chiếc đồng hồ này chính là One Bradley. Thay vì sử dụng mặt số truyền thống với kim và cọc số dưới mặt kính Sapphire, One Bradley giúp người đeo nhận biết thời gian bằng cách chạm vào vòng bi, vô hình chung tạo nên ấn tượng bề ngoài rất độc đáo. Mặc dù có mục tiêu ban đầu là dành cho người khiếm thị, sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo và câu chuyện hấp dẫn đã khiến One Bradley trở thành chiếc đồng hồ được giới chơi khắp thế giới chú ý. Theo thống kê, 95% đồng hồ One Bradley được mua bởi những người không có vấn đề gì về thị lực. Bộ máy thạch anh giữ cho đồng hồ có giá phải chăng ở mức dưới 300 USD nhưng vẫn sở hữu vẻ bề ngoài cao cấp vì các phiên bản mới đều sử dụng chất gốm cho vòng bi trên cùng, chất liệu vốn được dùng cho nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ ưa chuộng vì tạo cảm giác sang trọng, cơ cấu kỹ thuật tốt và chống chảy xước. Một thông tin vô cùng hot đến từ thương hiệu Rolex đó chính là mới đây họ đã cho ra mắt chiếc Oyster Perpetual Sea Dweller với chất liệu bằng vàng rose. Bảng màu mới với ánh vàng rose đặc trưng giúp cho chiếc đồng hồ quy tụ mọi đặc tính ưu việt bền bỉ của cả hai chất liệu vàng và thép, đồng thời mang lại sắc vàng 18 carat cho chiếc Sea Dweller lần đầu tiên trong lịch sử đồng hồ. Sea Dweller được trang bị bộ máy calibre 3235 vạn niên, hoàn toàn được Rolex phát triển và sản xuất, đánh dấu thế hệ bộ máy mới với nhiều bước nhảy vọt về độ chính xác, sức mạnh và độ tin cậy. Bộ máy tự động kết hợp với bánh thoát chrome nickel phosphor giúp nó hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy và có khả năng chống nhiễu cao, trong khi dây tóc parachrome màu xanh và lõi Rolex làm cho nó chính xác hơn 10 lần. Calibre 3235 cũng có khả năng dự trữ năng lượng kéo dài đến 70 giờ. Mới đây thì hàng loạt ngôi sao đình đám của Việt Nam đã có cơ hội được trải nghiệm Chopa Alpine Eagle và nhiều người ví đây chính là dịp tung cánh của chiếc đồng hồ đại bản. Là sự tái sinh của huyền thoại thập niên 80, Saint Moritz, bộ sưu tập Alpine Eagle đã chính thức có mặt tại Việt Nam sau buổi ra mắt vào ngày 20 tháng 12. Cách đây 40 năm, Saint Moritz, chiếc đồng hồ thể thao đầu tiên của thương hiệu Chopard, đồng thời cũng là chiếc đồng hồ thép đầu tiên được hãng tạo tác chính thức được ra mắt, tạo nên cơn chấn động trong thế giới đồng hồ. Bộ sưu tập Alpine Eagle gây ấn tượng mạnh mẽ với những vật liệu đắt đỏ, quý hiếm và phức tạp như vàng, biến ước mơ của những nhà giả kim thời kỳ phục hưng thành hiện thực lấp lánh. Lucent Steel A223 là một loại thép tôi luyện từ một quy trình tái tạo nung chảy, mang đến ba đặc tính độc đáo cho loại vật liệu này: không gây kích ứng da, chống sức cao hơn 50% so với thép thông thường và sáng rực rỡ tương đương với vàng. Vậy là video của chúng mình đến đây đã kết thúc rồi. Rất mong rằng các anh em có thể like và subscribe kênh nếu như thấy video của chúng mình hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch, đồng hồ thật, giá trị thật.